Sau 6 năm xây dựng, trường tiểu học Hiểu về Trái Tim Đắk Nông tọa lạc tại phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông chính thức đi vào hoạt động bắt đầu từ năm học 2024-2025. Trường tiểu học Hiểu về Trái Tim Đắk Nông đã hoàn thành giai đoạn 1, tiếp đến là xây dựng trung tâm đào tạo cộng đồng Hiểu về Trái Tim. Trường do Công ty Cổ phần Giáo dục Hiểu về Trái Tim Đắk Nông đầu tư 45 tỷ đồng. Theo đó, trường giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương được đến trường, tiếp cận con chữ, ươm mầm ước mơ. Các em theo học tại trường tiểu học Hiểu về Trái Tim Đắk Nông sẽ được tài trợ 100% từ học phí, đồng phục đến dụng cụ học tập, bảo hiểm y tế. Trong năm học 2024-2025, trường tiểu học Hiểu về Trái Tim Đắk Nông đón nhận 24 học sinh thuộc khối lớp 1 và lớp 2 có hoàn cảnh khó khăn, với thông điệp hiểu để thương yêu, hiểu để hạnh phúc. Quỹ Hiểu về Trái Tim với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như tài trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo, xây nhà tình thương, bảo trợ trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.